Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái đầu thu và cái tai mic này các bạn. Đây. VM500 JBL. Đó. Thì hiện tượng của nó là tai mic này mở không lên. Đây là cái cục nguồn của nó nè. 12V 1.0A là 1A đó các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vô, mở lên cho các bạn xem ha. Đây. Đó. Rồi sao nó nè. Cắm điện vô. Mở lên. Đầu thu này nó xài UHF các bạn. Đây mình tắt nè, mở lại nè. Nè, UHF mà. Đó. Rồi, tiếp theo mình mở cái tai mic mình lên. Nè, mở không lên nè. Đó. Rồi, gặp cái hiện tượng này thì các bạn phải kiểm tra cái pin của mình trước ha. Cái pin này. Đó, kiểm tra pin trước. 2V 87. À, coi như là nó gần hết rồi các bạn. Giờ mình tìm cặp pin khác để vô. 2V 93 nè. Xài đỡ bên này ha, mở nó lên không? Mở lên nè. Đó, không lên luôn. Rồi. Bây giờ mình tháo cái tai mic ra để mình kiểm tra mình sửa lại các bạn. Đầu tiên thì các bạn tụt cái này xuống nè. Đó, để nó ló cái phần này ra để mình dặn lấy cái tai đầu mic ra ha. Đây. Đó, tiếp theo các bạn dặn cái phần này. Dặn cái phần này để mình lấy ra. Đây. Lấy vít mở hai con ốc này ra nè. Đó, đây là phần đầu mic nè, với phần kết nối nè. Tiếp theo mình sẽ mở cái phần dưới này nè các bạn. Mở con ốc này ra nè. Cạy luôn cái mặt này lên. Tại nó có cái cục thun ở đây nè. Mình đẩy cái mặt lên là nó gãy các bạn. Đó, đẩy được nè. Đó, rồi đẩy lên. Xong các bạn đẩy cái này lên nè. Đó. Nó mắc cái cục thun lại nè các bạn. Mình tìm cái gì đó mình cạy cái mặt này lên ha. Đây. Rồi đẩy lên. Đó. Thì đây là cái phần cái bo của nó nè, dĩ màu tím ha, đầu mic cũng màu tím luôn. Thì đầu tiên thì các bạn phải kiểm tra, quan sát xem có bị chập chạm, cháy nổ hay là đứt mạch, gãy mạch ha. Đó thì đứt gãy là không có. Do cái tai mic thì mình xài lúc nào cũng phải có rớt các bạn, nên các bạn loại trừ những cái phần mà nó bị hở mạch nè, đứt mạch hở mạch ra. Đó, các bạn kiểm tra quan sát ha, thì ở đây mình không thấy cái bị đứt hở mạch ha. Tiếp theo là các bạn cặp nguồn vô đo, còn không thì các bạn tìm một cái nguồn rời ở ngoài á, cái nguồn rời ở ngoài để mình đo ha. Thì bây giờ mình sẽ đo nguội. Dặn về thang đo 1 ôm nè. Đó. Dặn thang đo 1 ôm đi. Bây giờ mình sẽ đo. Tiếp theo mình sẽ đo từ cái cọc pin đó các bạn. Cộng trừ mình đo hai cọc pin nó nè. Đó, trừ cộng đúng cơ. Không lên ha. Đảo chiều.
đảo chiều không lên nè, có nghĩa là cái nguồn nó không có chập từ ở trong IC. Đó. Không không bị lên là có nghĩa là nó không có chập nè. Đảo chiều lại nè. Lên nè. Đó. Tiếp theo mình sẽ dò tiếp ha, dò cái mạch. Mình đo nó không chạm, nó không chạm với IC này, nó không chạm nè. Tủ không chạm luôn. Tiếp theo mình sẽ cặp cái máy kích vô các bạn. Trừ nè. Kẹp vô trừ nè, còn cộng nè, mình sẽ kẹp vô cộng ở đây. Mình xem cái kim đồng hồ nó có lên hay không. Nó không lên nè, nghĩa là nguồn nó không có chập ha. Mở nguồn lên. Mở nguồn lên thì kim nó lên mắt luôn các bạn. Kim dòng nó lên mắt luôn. Rồi, bây giờ trong lúc mở nguồn lên các bạn chờ tay vào đây. Mình xem coi cái con nào nó bị chập chạm nóng ha. Đó, cái nguồn nằm đây nè. Đó, con này ấm ấm nè. Vừa mở lên mà vừa rờ. Đó, con này nóng nữa các bạn. Ở khu vực này nóng nè. Thì ở đây mình sẽ dò ha. Cái nguồn từ cái thằng này, thằng cộng nè, nó sẽ đi dài lên trên đây nữa các bạn. Đó là nó có cái đường mạch này nè, nó đi xuống đây nè, xuống đây qua đây, nó có đẩy là 3 phần 3 nè. Đó, có đẩy trên đây là 3 phần 3 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đo ha. Bạn mở lên, các bạn đo ngay chân cái chỗ này. Đó, xem có 3 phần 3 hay không. Rồi mở lên nè. Không có nè. Đo ngay chân nguồn nè. Có nè. Đó, tiếp theo mình đo ngay ra cái cuộn dây nữa các bạn. Cuộn dây không có nè, có mở nguồn nè. Không có luôn, bên đây. Mở nguồn. Cũng không có luôn à. Ở đây được 0,9 mấy, gần 1 V nè. Đó. Rồi. Thì cái chỗ này nó ấm ấm nè. Bây giờ mình sẽ loại trừ, mình gấp hai con tụ này ra. Đó, thì một trong hai tụ này mình gấp một con ra trước. Bây giờ mình sẽ gấp con này ha. Cho chì vô, cho chì vô, nó nóng một đầu là đùa nó ra. Đó, nó dính vô trong cái cọng chì mình luôn nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái con tụ này coi nó có chập hay không. Đây, lên rồi xuống, có nghĩa là con tụ này nạp xả được nè, không có chập nè. Rồi bây giờ mình gỡ lấy tụ này ra. Bỏ đây ha. Tiếp theo là tới con tụ này nữa các bạn. Còn con nè. Đó, mình gỡ một con, còn con nè. Bây giờ mình gỡ con này ra luôn. Đơn giản là vậy thôi. Các bạn dò con nào phần nào nóng á, thì mình sẽ cách ly mấy con tụ đó ra. Đây. Đó, đây có hai con. Mình gỡ một con này ra. Mình sẽ đo ha. Nó lên nữa các bạn. Rồi. Tụ này nó bị chập luôn nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn vô. Rồi. Bây giờ con mở lên. Vừa mở lên vừa đo xem coi nó có lên hay không ha. Kẹp vô. Mát nè. Đường cộng 3 phần 3 nè. Mở lên nè. Nó lên nữa các bạn. Ok nè. 3 V 42. Đó. Tiếp theo mình sẽ đo cái cuộn dây bên kia ha. 2 phần 7, 7. Con ổn áp các bạn. Đó.
Ở map 3 phần 3 nè. Rồi, ok nè. Ok. Rất là đơn giản thôi ha. Sau khi kiểm tra thì nó bị chập tủ đó thôi. Bỏ tủ này ra. Này, hai con này bỏ ra đây đi. Hai con này các bạn mình thay vào con mới, con khác cũng được, nhưng mà không có biết trị số, các bạn cứ lấy con tụ nào mà nó nằm ở gần cái đường nguồn của cái tay mít khác á, các bạn gắn qua cũng được nữa ha. Còn không thì mình bỏ luôn. Ở trên đây nó còn rất là nhiều tụ nè, cho nên là con bỏ không sao á. Rồi bây giờ mở cái này lên. Tiếp theo các bạn lắp pin vô ha. Đó, lắp pin vô xem coi bên nào nó lên. Mở lên nè. Đó, lên nữa các bạn. Đó, lên thì ở trên đây nó cái tần số của nó là 0000 nữa mà. 0000. Cho nên mình sẽ cài cái tần số của nó lại. Các bạn muốn cài tần số của nó thì mình đặt cái con mắt này nè. Đó, ở trên cái tai mic nó có cái lỗ, các bạn đặt ngay ra cái chữ IR nè. Đó, đặt ngay đây. Xong các bạn bấm cái nút set nè. Đó, lên 93 nè các bạn. Đó là nó nhận luôn rồi nè. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp cái âm ly vô các bạn. Đây cái phần lo để mình kết nối vô cái âm ly của mình. Tiếp theo mình sẽ mở lên, dặn cái phần mic nhỏ lại ha. Nó không có bị hú các bạn. Rồi mở âm ly lên. Tại mình ngồi gần đó, nó dễ bị hú lắm. Đó, có nữa các bạn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alo. Đó, mình để cái này vô nè. Alo, 1, 2. Rồi, ok ha. Đó, rất là đơn giản thôi. Cuối cùng mình chỉ việc mình lắp lại, rồi mình sử dụng thôi ha. Rồi nếu như thấy video bổ ích thì bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.